Gói này là gói 215 nghìn ạ. Có thêm một cái đầu truyền hình ở đây. 69,9. Đây tốc độ của nó đây. Khá là cao đúng không? Cái đầu này nữa. Mùa này ở ngoài miền Bắc này thì thời tiết cũng khá là khó chịu, bởi vì lúc mưa lúc nắng. Bây giờ vừa mới mưa xong này, anh em kỹ thuật thì phải chủ động đi làm mấy cái việc mà nó tồn lâu rồi ấy. Để anh em đi làm cho nó không phải chiều tí nữa nó lại mưa thì lại không hẹn được khách hàng. Cho nên bắt buộc anh em phải đi xử lý cho nó xong đi việc đi đã. Mưa thì mới có thể ngồi chơi được. Đây, nước đầy đường rồi. Bây giờ là gần 9 giờ rồi. Bây giờ 9 giờ sáng. Nếu mà mọi người muốn lắp đặt cái gói cước của Viettel thì mọi người liên hệ vào cái số 1800 8068. Nếu mà mọi người đã sử dụng dịch vụ mà cần hỗ trợ về kỹ thuật thì mọi người gọi vào cái số 1800 8119 để anh em kỹ thuật họ sẽ đến xử lý lại cho nhà mình. À, mọi người nhớ vừa mới mưa xong do ảnh hưởng của bão số 5 nên là thời tiết khá là oi oam luôn. Từ sáng ngày hôm qua đã thời tiết nó như này rồi. Nên thuê bao này phải tồn từ ngày hôm qua đấy. Hôm qua bây giờ mới đi triển khai được. Bây giờ nó tạnh một chút rồi thì mới đi triển khai được. Nào mọi người cùng theo chân để đi triển khai thuê bao cho nhà khách hàng nhé mọi người nhá. Nào đi thôi. Thời tiết này thì nó rất là đẹp đúng không? Thời tiết của mùa thu. Lúa sắp chín rồi. Đây là cái cột này là hộp cáp của Viettel và nhà khách hàng ở đoạn này. Để gọi khách hàng. Đây là mọi người. Đoạn này thuê bao khá là dài. Rơi vào này nếu mà đi theo cái đường cột điện thì rơi vào hơn 200 mét. Bị khối chào bác. Xin buộc được cả. Cái cọng nó ná bằng không đi. Đi là cái hôm ha. Nó thôi. Dòng xe sẽ đi chẳng mau lắm. Ăn nó bận. Nó khi nó lại bị chẹo mà.
Đây bây giờ 8 rưỡi. Đoạn này kéo cũng khá là khoai, vì nó đi qua mấy cái đấy, cây cối này, cho nên là kéo nó khó. Trời mưa nữa chứ lại. Đợt trước thì cái cột điện này nó vừa mới, cho nên là chưa đặt được hộp ở đoạn trên này. Okay, qua mấy cái đoạn cây này. Đi ngoài rồi. Nếu kéo một mình thì anh em chú ý là mình phải ném qua mấy cái bụi cây này. Ném một cái kim thì không ăn thua rồi. Ném một cái khác may quá.
vụ lắp cho nhà thường mua nhà. Vâng, ba. Măng lắp như nào thôi? Chưa ba. Đây anh em nha, cái hộp ngay bên dưới này. Kéo chưa đầy 5 phút luôn. Kéo dây ấy. Các bạn đoạn này nó bị vướng mỗi cái đoạn trên kia là nó vướng dây. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái bước chốt. Chốt dây thuê bao. Chốt dây thì anh em làm như này. Đấy, đan chéo nhau lại như này. Đoạn này nó hơi khó đấy. Tí nữa anh em dùng thang mà chốt này. Buộc tạm vào đây đã. Buộc tạm để lên đầu kia chốt ạ. May mà trời nó vừa tạnh. Đúng 10 phút là kéo đến nơi, đến hộp cáp. Giờ khoảng thời gian đi chốt cáp nữa thôi. Mất bố rồi, chiếc dép ở đâu rồi nhỉ? Đây.
Dây bị bao rồi bác? Ôi, nó chung là tôi đưa phòng ao phòng những người hoàn phố của anh đây rồi đó. À. Số nó còn lắm nha mày. Số nó còn lắm. Đổi quỷ chăng? Vâng. Ở nông thôn thì mấy cái thuê bao như này nó là khá là bình thường. Nó cũng không phải xa lắm. Và cũng không phải gần lắm. Đây là 100 mét rồi này. Đến đây là 100 mét. Mất 15 phút rồi.
Đây, bây giờ nhà khách trong này. Đi qua mấy cái rừng cây như này thì anh em nên, mọi người nên để cái dây nó trùng trùng xuống nhá, chứ mình không nên để nó căng quá. Nếu căng quá khi nào mà dân họ chặt mấy cái cây này này thì bắt buộc họ phải phang cả cái dây của mình đi, không ấy không kéo được cái cây xuống. Cho nên anh em cứ để trùng trùng thôi để cho họ dễ làm và dây của mình cũng không bị đứt nữa. Đấy là cái nguyên lý. Hôm nay thầy tốt chưa thấy gọi. Chắc thầy tốt là muốn nghỉ rồi. Không thấy gọi thì xem có đi làm hay không nữa. Thầy tốt dạo này hư quá. Chắc là có ngành có việc nào hot hơn rồi. Không muốn đi làm nữa rồi. Ở những cái điểm vuông góc này thì anh em nên biện hai đầu. Thường là theo kinh nghiệm của tôi thì không cần, nhưng mà đây nó vuông nó ấy quá. Ở đấy nó chéo chứ không phải vuông góc, cho nên thôi bện thêm hai đầu. Cảnh vài triệu, tụi này mệt vãi lìn.
anh em dùng cái này để chọc lên. Không tới. Vậy mấy cái cột như này thì anh em cứ chọc lên thôi nhá, sau anh em dùng dây điện, dùng băng dính điện, xong anh em cuốn theo dây điện đấy, tránh trường hợp nó bị trùng. Chọn lên đây. Có mây mà. Sao nó phương mày? Nhà ngân nó phương á? Vâng. Có xôn mắt các bác đam mê, các bác ý ăn. Bây giờ bọn xôn ý ít cặp các bác. Vâng. Đi theo cái đằng dây cháo đó. À đấy, cái xôn phải chuộng, phải buộc. Bác cái đấy, bác cái cọng ta đi. Vâng. Thì chỗ nhà ngày trước bọn em xây nhà, chỗ nhà toàn loan ấy. Vâng. Chỗ này vẫn lắp được ngon đúng không? Lắp được nhưng mà con giang nó đấu rồi. Hả? Giang nó lấy chứng minh thư nó chuẩn bị đấu rồi. Em chạy em chưa lắp được rồi. Em bảo nó đấu vậy. Hả? Em bảo nó đấu vậy. Chị Loan em bảo. Vãi, thế lại tranh nhau với. Thế làm sao bây giờ nhỉ? Vừa hôm qua con Giang cũng đấu.
nó đấu rồi đấy. Không biết đâu. Căng nhờ. Em thì em không liên quan gì nhá. Chị em đi chửi nhau thôi, em không liên quan nhá. Nhá. Ừ. Anh Phòng dạo này đang lên lên chưa bác? Lên trên này. Ở Hà Nam này có cái ly đấu biệt là nào. À à. Đổ con đi. Vâng, đổ con đi chân chắc ạ. À, bắt cài bông tiền rồi. À cái ăn bao tên đó. Vâng. À thịt nó vuông. Cho bình dịch nó cái thua ra. Ăn nó cái dây nên ở bên đó. Nó có tầm bóng. Cái chưa bao giờ? Là như khi chào nó bắt đây. Ờ, bắt này. Cho bà đi sao bà cái này. Ờ, mẹ có cái chứ mà buộc. Hả? Ờ, cái chứ mà chốt ạ. Buộc bà này. Buộc bà này à? Ừ. Lê cột vàng. Ui, lê cái này luôn. Ờ, lê. Ờ, buộc đấy. Ờ. Chồng đến vai em mày. Chồng đi đến vai. Léo chồng đến vai. Ừ, lê cái khách này. Buộc bà này hay? Ừ. Nên rùa. Ừ, kéo lại. Lê phải uống nếm lê nên anh cũng to vật cái con lê cũng hết hả bác? Đuổi xe em. Mày lên áp em nói với điện thoại nè. Nó chân nó bôi, nó cái nia ra. Cố vào cái nia là lên chứ, nó hỏi tình đấy. Lên đi bỏ quốc của bạn đấy. Vâng. Bà. Tròn 30 phút anh em nhé. Tròn 30 phút là vừa kéo dây xong, vừa chốt dây đến nhà. Và bây giờ làm đầu ở ngoài hộp rồi. Này cột đồi và cột cuối cho nên nó lắm dây điện cho nên phải dùng cái thang treo cho nó an toàn.
Gói này là gói 215.000 ạ. Có thêm một cái đầu truyền hình ở đây. 69,9. Đây tốc độ nó đây. Khá là cao đúng không? Cái đầu này nữa.